Tờ South China Morning Post đưa tin, Bộ Chỉ huy Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc thông báo hải quân nước này vừa tập trận quét mìn 5 ngày tại Biển Đông. Đây là tháng thứ tư liên tiếp Bắc Kinh tiến hành hoạt động này. Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của một lữ đoàn quét mìn và hai tàu quét mìn Thai 082, Hà Giản và Xích Thủy. Theo thông báo từ phía Trung Quốc, hai tàu quét mìn này đã phá hủy thành công các mục tiêu thủy lôi nổi và chìm dưới nước, đồng thời còn tiến hành thực hành bắn pháo và thả thiết bị phá thủy lôi. Thông báo cũng cho biết còn nhiều tàu khác tham gia cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực lên kế hoạch liên lạc và ứng phó khẩn cấp. Quét mìn được cho là nhiệm vụ chủ chốt trong trường hợp xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan giữa Trung Quốc đại lục và hòn đảo Đài Loan. Từ năm 2017-2021, Đài Loan đã phân bổ 33 triệu USD ngân sách để đóng 4 tàu giải thủy lôi nhanh nhằm gia tăng phòng thủ quanh hòn đảo. Đến tháng 1 năm nay, Đài Loan biên chế các tàu giải thủy lôi mới có thể tự động thả lượng lớn thủy lôi nhỏ với tốc độ cao mà không cần người lái. Trước đó, truyền thông Trung Quốc ngày 11 tháng 8 cũng đưa tin các tàu thủy nước này vừa được thực hiện cuộc tập trận 3 ngày tại Biển Đông. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 14 tháng 8 nói rằng bình luận gần đây của ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là thiếu khách quan và thiếu công bằng. Cụ thể, trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12 tháng 8, Tổng thư ký Guterres đã bày tỏ sự ủng hộ cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng đây là một mục tiêu quan trọng để đạt được an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực. Bình luận về phát biểu này của ông Guterres, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-yong nói rằng ông rất lấy làm tiếc khi những tuyên bố của ông Guterres thiếu khách quan, thiếu công bằng và đi ngược lại với nghĩa vụ của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được quy định trong hiến chương của tổ chức này về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Theo Thứ trưởng Kim, với tư cách là quan chức quốc tế chịu trách nhiệm trước Liên Hợp Quốc, ông Guterres không nên yêu cầu hoặc chấp nhận yêu cầu từ chính phủ của bất kỳ quốc gia nào.